My name is Teacher Francis. Today I would like to talk to you about Win. Win enjoys interacting with the English language. He is very confident while speaking and can answer all the questions. À, cô quan sát được bạn Win, đó là bạn Win rất là hứng khởi khi mà giao tiếp bằng tiếng Anh. Bạn cảm thấy rất là tự tin và khi mà nói tiếng Anh và bạn hãy trả lời hầu hết các câu hỏi của cô.